ơi, sinh năm mấy? Dạ 95 ạ. Ừ, vậy bạn bằng mình. Giống một cái là ế đều. Chạm đấy nỗi đau. Trong ba anh này có anh nào gu em không? Anh ạ. Anh ạ. Anh thấy có lỗi quá. Nói nghe nè, đôi cặp nữa kìa, đôi cặp giống nhau nữa kìa. Có sự duyên rồi. Mỗi lần mà kết được cái một cặp nào là tự nhiên tôi thấy anh Vinh mặt anh buồn hẳn đi. Bao nhiêu người nắm tay nhau mà anh cũng chưa ai nắm. Không có biết là Lê Lộc có nhận ra hay không. Thực sự là mình tập trung cái phòng tập của Lê Lộc. Vậy hả? Đúng thanh sang là sao vậy? Làm gì bán lẻ như vậy? Như Lê Lộc chẳng hạn. Trời ơi. Lộc ơi, nắm tay về liền em. Đừng để lọt em ơi. Không sao, Lộc sẽ chờ phía sau nhé. Thầy nó vơ em... Ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Anh cũng có đôi có cặp ở nhà rồi. Làm con gái chưa một lần yêu ai. Em muốn hỏi hai anh là bao nhiêu tuổi là các anh muốn lấy vợ ạ? Ngay bây giờ luôn em. Ba hai rồi còn gì? Không, bao giờ lấy. Giờ em thì thực tế hơn một chút, phải 5 năm sau. 5 năm thôi em về để chỗ đó cho anh Vinh. Với bản thân Hoàng Rapper là một người rất có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, với một lịch sử tình yêu, tình trường dài đằng đẵng, tôi có rất nhiều kinh nghiệm để có thể tư vấn cho những người chơi. Và bên cạnh đó là Lê Lộc. Ước mong sao biên tập hãy một lần mời Lê Lộc làm người chơi để cô ấy thoát ế một cách thành công. Ca sĩ Trương Tế Vinh gặp bé đẩy nhẹ ra hát ngọt ngào như một cặp. Nhà ở đâu thế? Cứ tai lưu trong tim tôi chẳng nhớ đang về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Quý vị ơi, mình có cần đi kiếm gì nữa không quý vị? Làm ma cho em luôn hả? Quý vị thấy coi kìa, xứng đào, xứng kép. Vinh, em hát câu đáp lại cho chị nghe cho Vinh. Anh nhớ em buồn vui nơi đó. Anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Đi về. Thôi hai đứa đi về luôn đi. Và chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cái cặp hôn nhân này vừa đẹp, thấy không? Hợp lý mà hai đứa mặc cũng được luôn. Vậy thì hôm nay tới đây, nếu mà không được, mình cũng còn cơ hội là có anh Vinh, yeah. Đúng không? Đã bên cạnh có chị Diệt Hương hậu thuẫn cho em nữa. Cảm nghĩ của em bây giờ? À, thì em ngồi trong đó em thấy hơi lạnh rồi á. Tại vì không ai chọn em á, cho nên là thấy có hơi anh Vinh hơi lạnh. Chọn á. Nhưng mà quan trọng là hai anh đó đúng không anh? Đúng rồi đó. Anh Vinh chọn cũng quan trọng lắm á. Anh cũng đang ở không á. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.